Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Trận này thì cả khu này nó là của mình thôi, nên là cứ thoải mái mà loot đồ. Ủa tiếng chân. Tiếng chân trên tầng hả anh em? Khả năng cao là vậy. Đây rồi. Biết ngay là tiếng chân ở đâu đó mà anh em, gấu ra này. Quá đã ngon, tuyệt vời. Giảm thanh luôn cả. Thế này thì ổn rồi anh em ơi. Máu nào. Có thằng nào gạ dao gạ chảo ở đâu đó anh em ạ. Để tôi xem, tôi trang bị giảm thanh cái đã nha. Ok. Ông ngắm nhiệt này anh em. Tuyệt vời. Có một lần chơi có ổn mà anh em. Người đâu rồi hả các bạn ơi? Kẹo chưa thấy người đâu cả ấy. Từ từ các bạn ơi. Wow, em bị 9 điểm mà vẫn bị mắng anh ơi, thế thì ghê rồi em. Ngày xưa anh đi học thì chắc là chỉ có 7-8 thôi em ơi, 9-10 ít lắm. Ai tưởng ở đây có đứa cơ mà, không thấy ai cả. Ui, đậu xanh có thấy ai đâu. Không biết chán nhở. Oh my god. Không có mặt ai cả anh em ơi. Chắc là mình sẽ chạy theo cái phía 285 coi anh em ơi. Buồn ghê cơ. Cũng nào của kẹo hiện tại không có S thành viên nhá. Cái này thì vấn đề này, sorry mọi người. Bây giờ là trong cái trận đấu này là còn lại 22 người chân nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải kiếm xe máy. À đâu, kiếm lại ô tô, cái con xe ô tô 2 chỗ rồi chạy săn mạng cho dễ. Ui, không có một ai anh em ơi. Thế xuống tận Lạc Thông luôn nhỉ. Xuống Lạc Thông chơi luôn. Trời ơi. Lạc Thông nhìn kiểu này có lẽ là hơi vắng đấy. Kiểu nghĩ là chẳng có ai đâu. Đây là thôi kệ, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại. Đây. Quay lại mình sẽ ra tháp đồng hồ nha mọi người ơi. Lại thì bên cạnh này nó sẽ là doanh trại nữa, kiểm tra coi. Mới đâu cả rồi nào. Không có nào anh em. Kẹo chưa thấy ai ở khu này nữa anh em ạ. Wow. Ngay cả tiếng xe các thứ cũng không thấy đâu. Nó khá là yên lặng này. Mình qua khu vực tháp đồng hồ này có lẽ là nó sẽ căng hơn nhá mọi người nhá. Wow. À đây, đây rồi, đây rồi. Đây rồi em ơi. Đây rồi em ơi, wow. Đây rồi em ơi, ok. Xanh mộ nha em. Chú là rút súng ra hơi bị chậm đấy nhá. Đây là xanh mộ gì nhá. Ok các bạn ơi, có bom ke này. Tiếp theo bom ke là liệu chó này. 4x này anh em, có scope 4x này. Đã gây ta scope 4x này anh em. Quá ngon. Rồi nha anh em. Đây có ô tô rồi, ngon. Ở đây có một chiếc xe thể thao 2 chỗ này, let's go. Chạy con này cắn người mình sướng anh em ơi, wow. Thế này mới đã anh em ơi. Hiện tại thì kẹo đang sống ở Hà Nội nha anh em. Còn lại 16 đứa nữa là top 1 rồi anh em ạ. Wow. Lên phía trên này coi. Không có một ai đâu. Mua cái ta mọi người. Cứ lên trên cái đá nhá. Ui, lại thêm một đứa đã bị hạ. Đâm ra là bây giờ chỉ còn lại có 15 đứa nữa thôi. Buồn ghê gớm nhỉ anh em. À đây, à đây, à đây, à đây. Thằng nào lái xe vậy? Úi dồi, ô skin xe thúc thúc cả. Xuống xe ơi. Xuống xe ơi, ui. Xuống xe ơi. Nghe vậy, bye bye bạn ơi, đừng, đừng. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng. Đừng mình sợ bạn ơi, đừng xé xe mình. Ui. Xấy căng quá nhỉ các bạn ơi, là mình sợ đấy. Để mình lên lại phía trên cái đã nha. Đậu xanh mình định chơi anh nhỉ. Nào. Tính chơi anh nhỉ. Ui. Nó tính chơi mình. Nó tính chơi mình rồi anh em ơi. Sẽ căng quá nhỉ. Ui ui. Gắt vậy ai chơi hả anh em ơi. Gắt vậy ai chơi hả anh em ơi. Ok ok. Từ anh em ơi, từ từ anh em ơi đây. Dựng thêm quả một kem nữa nhá. Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi.
Bạn CK như vậy ai chơi hả anh em? Bye bye thiên nhiên. Mà chạy cái đã. Đáng hết máu rồi anh em ơi, nên là phải chạy luôn nha. Chạy ngay vào luôn nha mọi người, đây còn lại có 32 máu thôi à. Không chạy nhanh là kẹo xanh mộ rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ vào tạm cái khu vực xưởng cơ khí coi, quan trọng là để kiếm thêm máu nhá. Hầm sắt này không có máu anh em ạ, hơi buồn. Kẹo tưởng là hầm sắt sẽ có máu cơ nhưng mà không có máu thì hơi buồn rồi. Đang live stream bị ngứa mũi một xíu anh em ạ. Uầy, anh không có học đại học em ơi. Anh nghỉ học rồi. Bây giờ là đâu có học nữa em ơi. Lại là anh em ơi, tìm máu là hơi căng đấy. Tìm máu pha này hơi căng các bạn ạ. Thế qua bên này, à mình sẽ ăn tạm cái nấm cái đã. Ăn tạm nấm đây đó, tự cộng vào máu có lẽ như là hay hơn. Đây rồi anh em, đánh ngâu thôi. Cùng kèo đi sân mạng nào anh em ơi. À đây máu à. Ba lô ba. Trời ơi. Kẹo còn tưởng là máu nữa cơ anh em ơi. Thế bây giờ là mình qua tạm cái khu đó là khu nhà máy điện, chắc là có máu đấy. Ra mãi khu này cho nó an toàn anh em ơi. Còn là khu kia đó nó đông ghê mà. Đây. Tiếp tục là nấm hai củ này các bạn ơi, ngon. Đây em, đây em. Anh đang xem ra mấy cái hòm xác để anh kiếm thêm máu này, hoặc là ra cái khu vực nhà máy điện này. À đây có máu rồi, ngon. Có máu bơm rồi nha mày, tuyệt vời. Ngoài này có lẽ là khá là ít người ghé đến, đâm ra là bây giờ là máu có thứ còn nguyên này. Tuyệt vời, ổn. Quá đã. Mình sẽ kiếm thêm xíu máu cái đã. Đây này anh em, lại máu nữa này. Máu khu này hơi nhiều đấy. Khu này đâu có ít máu đâu anh em. Chạy xíu, chỗ nào cũng có máu này. Quá đã. Anh em mà hết máu thì cứ qua khu này nhá. Đấy khả năng cao, còn máu khá là cao này. Chạy qua là có máu này, có mũ này, có giáp này, ngon. Bây giờ thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại cái đảo chính và chiến đấu thôi anh em ơi. Ở ngay cái phía N của thính nhá. Đây anh em. Cùng kẹo đi xem bạn nào các bạn ơi. Còn lại là 9 bạn nữa ở trong cái quán đấu này nha anh em ơi. Xíu nữa trên cái kẹo đai cơ, nhưng mà bây giờ đang cố gắng chạy qua để cứu mạng nào. Không có ai cả, lút thính xong rồi chạy thôi nha anh em. Thính FD. Chán quá nhỉ. Tưởng thì đang ngon ngon xíu cơ, chỉ là một cái thính FD thôi anh em ơi. Xin lỗi nha, em sẽ muộn, không sao đâu em ơi, bởi vì là anh like cũng hơi muộn một xíu mà. Đây à? Mãi chỗ này thì phải anh em ạ. Có đúng là vậy không nhỉ? Thế thì coi. À nó bên này. Đậu xanh các bạn ơi, đậu xanh các bạn ơi. Ui. Đậu xanh các bạn ơi, em ơi. Ăn liệu không em? Ăn liệu không em ơi? Câu trùng có mỗi một quả liệu ở trên thôi anh em. Nó chạy này. Em ơi đừng có chạy nha em ơi. Đừng có chạy nha em ơi. Ui. Đậu xanh nó chết xuống gì vậy? Ui. Gắt à nha, qua đây em ơi. Nó chạy ngược bên này rồi à? Đậu xanh này. Mày chạy vãi nhỉ? Ok. Đã xong nhà em. Thanh niên này. Ổn chứ nha các bạn ơi, thêm liệu này. Tuyệt vời. Bom keo các kiểu này mình sẽ lấy thêm một cái nòng súng 3 nữa. Nòng súng 3 cứ bỏ ngoài thôi, tí nữa nếu mà cần thì kẹo sẽ trang bị luôn nhá. Đây, ngồi tạm đây. Wow, đậu xanh các bạn ơi. Rồi ôi. Người đâu, không thấy ai cả anh em ơi. Mình sẽ qua cái phía S coi, biết đâu là sẽ có thêm mạng nha anh em. Vòng bo này hiện tại đã thu lại, đó là khu dân cư này, cổng trời này, đèo đá này mọi người ơi, ba cái khu vực này nha. Phía dưới này có xe thì phải, để mình vừa thấy có một cái ký hiệu ấy.
Chắc là vậy rồi, nhưng mà có thứ xe đâu? À, đây không phải xe. Bọn này chạy ghê quá mà anh em. Mình vào trong nhà thử coi nào. Có được MP40 mới thì kẹo sẽ dễ sấy hơn, chứ còn là khẩu P90 này thật sự là hơi bị khó sấy một xíu anh em ơi. Hơi bị khó sấy đấy. Mỗi tội là P90 nó nhiều đạn đấy. Cái gì cũng có cái ưu điểm với lại cái nhược điểm của nó anh em ạ. Có xe chạy này. Đây à? Ok. Ok bạn ơi, ui. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Chạy hả bạn ơi? Ui rồi ôi. MP40 này các bạn ơi, quá ngon, quá đã rồi nhá. Bom keo các kiểu này, lựu đạn này. Tuyệt vời. Như này là ổn rồi nha anh em, và mình sẽ lượm thêm túi máu nha anh em. Đạn súng trường hơi nhiều đấy, lượm thêm túi máu nhá các bạn nhá. Ok. 5 túi máu này. Như này là ổn rồi. Xe mình lái xe. Ăn cái nâng giáp cái đã. Có luôn giáp ngon chơi nha mọi người. Có lẽ là bây giờ thì mình sẽ đi bộ với lại vào trong cái UAV coi. Bởi vì là bo nó khá là gần cái UAV mà các bạn đây đây. Đó. Chạy vào trong UAV để kiếm người cái đã. Để cứu mạng nào nha em. À đây một đứa chạy ngay bên cạnh này thì phải này. Ok ngay nhà gỗ bên cạnh này. Chạy đi em ơi, để coi nào. Chạy đi em ơi, ui. Chạy đâu vậy hả em? Xanh muộn rồi nhà em. Mày tưởng là chạy với anh mà dễ à? Thêm 2 túi máu này anh em. Có 7 túi máu rồi nha các bạn ơi. Dễ không? Còn lại 4 kill nữa là kẹo đã có thể giành lấy top 1 ở trong cái ván đấu này rồi anh em ơi. Cố lên nào. Cố gắng kiếm trận top 1 luôn nhỉ. Đằng sau này không có ai này. Thế mình cứ qua tạm khu này cái đã. Khu này thì kẹo thấy là tương đối là an toàn rồi nha các bạn ơi. Qua mấy cái chỗ gốc dừa là khá là ổn luôn này. Wow, bắn nhau ghê vậy. Ui, nó thấy mình rồi. Nó thấy mình rồi các bạn ơi. Đang tiếp bom keo này là không có dự nhá. Còn là 3 quả bom keo thôi anh em ơi. Kẹo không có nhiều bom keo cơ. Cho nó ngay phía chòi. Mình chạy một lại các bạn ơi. Bởi vì là bo đâu có thu ở dưới đâu, bo thu lên trên mà anh em. Quay lại khu vực phía trên. Và mình sẽ chạy lại gần bo hơn nữa này. Wow. Hai mặt nữa anh em ơi. Trang bị nòng ba đâu nhỉ, ngại gì đâu. Nòng ba sấy mấy gắt các bạn ơi nào. Đấy cơ. Mười mấy giây nữa thì bo thu lại rồi nên là chạy lại gần bo. Bây giờ là hợp lý rồi các bạn ơi. Ok. Chạy vào bo bây giờ là hợp lý rồi nhá. Wow. Có xe, thằng nào lái xe vậy? Thằng nào lái xe ngáo ở ngay trên này vậy? Ok, xuống đây em ơi. Nó chạy xe cái kiểu gì vậy các bạn ơi? Là mình hơi bị ngại rồi đấy nhá. Đây các bạn ơi. Đây là trang bị giảm thanh nhỉ anh em. Giảm thanh này mọi người. Sấy xem nào cái đã. Sấy xem nào cái đã nha. Xuống xe đây em ơi. Ok các bạn ơi, đây. Đây rồi, đây rồi. Thằng bé ngay phía dưới này anh em ơi. Thằng bé ngay phía dưới này. Đậu xanh này. Ngay phía dưới này. Nào chơi em ơi. Ok chơi em ơi nào. Chơi em ơi. Ui. Chơi em ơi. Ok nhân dấu này. Ui giời ơi. Tính chơi mình sẽ kéo hả em ơi. Tuyệt vời. Ăn mừng nào anh em ơi. Ok. Tôi 1 6 kill này. Với cái bộ trang phục thẻ vô cực mùa đầu tiên nhá anh em. Tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.